Thì cuộc sống mà không ít người phải rời xa gia đình, thuê phòng trọ bên ngoài để đi học và đi làm, đây có lẽ cũng là điều thường nhật, chẳng có gì sai lạ. Thế nhưng người ta vẫn khuyên rằng, nên ở trọ ít nhất hai người để khi ấm đau, bệnh tật, còn có người ở bên chầm lo, nắm rõ tình hình. Giống như câu chuyện đau lòng của cô gái trẻ ở Lạng Sơn mới đây đã khiến nhân mạng vô cùng thương xót khi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 19. Vào đêm ngày hôm qua, trên một số diễn đàn đã đăng tải thông tin về việc một cô gái trẻ tên là H, sinh năm 2001, là người Bắc Sơn Lạng Sơn, hiện đang làm công nhân ở trọ một mình tại Quế Sơn, Bắc Ninh. Khoảng 3 ngày trước, Hắc bị ốm, có gọi điện về cho gia đình nói chuyện. Thế nhưng sau đó hai ngày liên tục không thể liên lạc được với con gái. Bố mẹ Hắc sốt ruột nên con gói tìm tới phòng trọ nơi cô sống. Gia đình đã phá cửa để vào trong thì phát hiện con gái nằm trên giường, đắp chân nhưng đã qua đời từ khi nào không rõ. Bố mẹ cô vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Mọi người cũng nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng tới xem xét hiện trường. Thì theo nguyên nhân ban đầu tìm hiểu được là do cô ốm, nằm một mình rồi ra đi. Chân mạng vô cùng xót xa trước trường hợp của Hắc mọi người cũng nhanh chóng nhắn nhủ với bạn bè, người thân đang một mình sống trọ, hãy tìm ngay cho mình một người bạn để có thể ở chung, nếu không hợp thì lựa chọn tốt nhất là ghép phòng, đừng ở một mình trong căn nhà khép kín, vì quả thật là có quá nhiều nguy hiểm. Hiện nay, sự việc của cô gái trẻ qua đời do ốm và nằm trong phòng trọ một mình vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Mong rằng qua sự việc lần này, các bạn trẻ hay bất cứ ai đang sống trọ một mình sẽ tìm cho mình một giải pháp thực sự hợp lý để tránh những rủi ro về sau.